Biết ơn những người làm tổn thương bạn, chính họ là người mang lại cho bạn sự trưởng thành. Nhà văn Romeo Rowland, người Pháp từng nói, cuộc đời như dòng nước xiết, nếu không ẩn chứa đá ngầm, sẽ không thể khuấy động những con sóng đẹp. Nỗi đau là một phần tất yếu của cuộc sống, tổn thương sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ. Ai cũng sẽ gặp một vài người làm tổn thương và cản trở họ trong cuộc sống. Mặc dù sự xuất hiện của họ khiến chúng ta tổn thương, khó khăn, nhưng nó góp phần giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi hơn. Những người này mang đến cho bạn nỗi đau, họ cũng dạy bạn cách mạnh mẽ. Khi Sen Kongwen lần đầu tiên bắt đầu viết lách, ông đã gửi bản thảo cho tờ Morning Post Supplement nhiều lần với sự tự tin. Tuy nhiên, tổng biên tập lúc đó đã trải một chồng lớn bản thảo mà anh ấy đã gửi cho mọi người xem và chế nhạo. Ngay lập tức, những bản thảo này được xoắn thành một quả bóng và ném vào sọt rác. Trải nghiệm này đã giáng một đòn mạnh vào Sen Kongwen. Từ đó, ông quyết tâm miệt mài viết bản thảo. Các tác phẩm ông viết ngày càng xuất sắc. Vài năm sau, ông trở thành giảng viên đại học. Tất cả những tổn thương trong cuộc sống cuối cùng sẽ phát triển thành điểm mạnh nhất của bạn. Những người lừa dối bạn sẽ khiến bạn khôn ngoan hơn, tăng khả năng phân biệt phải trái. Những kẻ coi thường bạn sẽ khiến bạn hiểu ý nghĩa của sự phát triển. Những người bỏ rơi bạn khiến bạn vững vàng, độc lập, làm chỗ dựa của chính mình. Trên đường đời, hãy cảm ơn những người đã làm tổn thương bạn. Chính họ sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn.